生傻不傻？不傻不傻就不傻，要夸你就夸，要骂你就骂，做人一世不掺假。朝天靠地球，后天高靠地难，是人生能的辣，小的也不差。朝天靠地球，后天靠日牙，凡事不能靠老爸，自己闯天下。朝天靠地球，后天高靠地难，是人生能的辣，小的也不差。朝天靠地球，后天靠日牙，凡事不能靠老爸，自己闯天下。问你一声怕不怕？不怕。一生傻不傻？不傻不傻就不傻，要夸你就夸，要骂你就骂，做人一世不掺假。朝天靠地球，后天高靠地难，是人将能的辣，要的也不差。朝天靠地球，后天高靠地难，凡事不能靠老爸，tập 19. Trời ơi, cha, cha sao chị? Sao cha phải giận với chị? Chỉ có một tên ngốc mới muốn ở bên cạnh mụ vợ hư thôi. Cố như là đúng là đại trời ngốc mà. Tiểu thú người mới chính là tên đại ngốc đó. Vợ người ngủ với tên đầy tớ, biến người thành rùa đen rồi ha. Người còn không biết mất mặt hay sao đây hả? Mất mặt á, tổ tông tám đời nhà họ Trần luôn rồi. Mất cái mặt gì? Sao rùa đen cái gì hả? Con hiểu. Tiểu thú à, vẫn chưa hiểu hay sao đây hả? Vợ người á, hồng hạnh xuất tường, nhăn nhăn ở bên ngoài là sự sỉ nhục mà không người chồng nào có thể chấp nhận, là nỗi bất hạnh lớn nhất của gia môn đó. Cha, cha nói xong chưa? Nghe con nói đi. Ta với Phú Nhĩ Lạc không có đen tối như các người nghĩ đâu. Ta không hề làm chuyện gì có lỗi với các người. Hả? Lẽ nào lại là trong sáng sao? Đúng là trong sáng đó. Hai chúng tôi không làm những việc bẩn thỉu. Nửa đêm canh ba cô nam quả nữ ở với nhau á, không làm gì sao được chứ. Dù ngươi có ba qua chích chòe đi nữa, đến kẻ ngốc á cũng không tin ngươi đâu. Bọn ta đi tìm nơi chung giấu tang vật, giúp các người tìm tang vật, giúp các người phá án đó. Nếu ngươi hoàng minh chính đại đi tìm tang vật á, thì ngươi nên nói với mọi người, chứ sao lại mờ ám mọi Phú Nhĩ Lạc ra ngoài vào buổi tối như vậy. Nè, tôi đem theo các người để làm gì chứ? Hả? Hai người có biết võ công không? Có giúp được không? Nè, vậy hai người có tìm thấy không hả? Tang vật thì... không có tang vật. Điều này nói lên rằng những gì ngươi nói đều là dối trá hết. Cố ý bao biện, ngụy biện thôi, phải trừng trị nghiêm khắc. Ai nói không tìm được tang vật? Hả? Tang vật được chôn ở bãi tha ma ngoại thành. Ôi trời ơi, các ngươi hả? Sao các ngươi không thừa cơ bắt cái tên cường đạo? Đó gọi là bí mật theo dõi, tránh bước dây động rừng, được cái nhỏ mất cái lớn. Đúng rồi, cô và Phú Nhĩ Lạc làm như vậy là rất đúng. Một khi rút dây động rừng rồi thì bọn chúng sẽ đem tang vật giấu đi nơi khác. Nguyên Nhai và Trường Thuận Tiêu Cục cùng treo thưởng cho việc tìm kiếm tang vật bị mất. Hai người tìm được manh mối, kiếm ra nơi chôn giấu tang vật coi như đã lập được đại công. Nhưng mà tại sao Phú Nhĩ Lạc lại không chịu nói ra, tha chịu đại hình chứ nhất quyết không nói ra chân tướng là sao đây? Là ta không cho hắn nói. Ta muốn giữ tang vật để tự chia nhau. Phú Nhĩ Lạc cũng chịu nghe lời ngươi quá ha.
Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Phú Nhi là cũng không ngoại lệ. Trời ơi, Từ Liên à, cô đúng là xấu xa lắm đó. Không những kéo Phú Nhi Lạc xuống nước mà còn muốn chi tan vật nữa. Cô muốn biến Thanh Thiên Đại Lão gia Trần Gia Kiệt ta thành một tên đại tham quan hay sao? Ngươi không cần ăn uống gì sao? Ta không tham tiền, nhưng hai người ăn chùa uống chùa ai nuôi chứ? Nè, ngươi không có tiền lo cơm nước vậy lấy ta làm gì? Nói đi. Nè. À, mấy ngày không nói ngươi lại phát bệnh hay sao đây hả? Không thể cho phép đánh chồng được. Cha, hắn còn nhỏ không hiểu chuyện cũng thôi, nhưng cha già như vậy mà cũng không hiểu chuyện sao? Được thôi, từ giờ trở đi ngừng ăn. Con dâu à, đừng giận nữa mà ha, đừng giận nữa ha. Có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Tìm được tang vật là sẽ có tiền thưởng mà. Vậy thì khỏi phải lo ăn lo mặc nữa. Cứ từ từ nói ha. Từ từ nói thôi. Từ từ ha, chúng ta ăn cơm cái đã, ăn cơm thôi ha. Nào nào nào, ngồi xuống ha. Ăn cơm, ăn thôi. Ăn cơm ha. Nè, tiểu tử thúi, xới cơm. Nào ha, tiểu tử thúi ha, xới nhiều một chút nha ha. Wow, vàng bạc đâu nhiều dữ ha. Trời luôn. Dữ thiệt. Tiểu tử thú này còn làm cha hết hồn hết rồi. Hú hồn. Làm hú hồn. Một tên quyền thừa, thời gian nhậm chức chưa tới 2 năm mà đã dơ vét tham ô hối lộ như thế này rồi hả? Đúng là không tin được. Không thể nào mà chấp nhận được. Thiệt là không thể nào tin được mà. Trời ơi, cô làm trả hết hồn hoài. Nè, Nguyễn tập đoàn núi non sông nước đang xen, không hạn hán thì cũng ngập úng nữa. Dân chúng ăn không no, mặc không đủ ấm, cổ không chi bằng. Trời ơi, chỉ mặc cái tên Lý Quang nhẫn tâm đi bóc lột. Ê nè, tiểu tử thú à, con mau dân sớ lên ha, tố cáo tội ác của tên Lý Quang đi ha. Ê, chuyện này có chứng cứ rành rành, hắn ta là chết chắc rồi. Nè, cha à, chẳng phải cha vừa mới nói hạ thủ lưu tình, phải biết chừa đường lui cho mình hả? Hả? Nghiêm Lập là cha nuôi của Lý Quang, là quan dị phẩm đó, là tâm phúc ở bên cạnh hoàng thượng đó. Tiểu tử thúi à, bọn chúng sẽ đem cha con ta lên đoạn đầu đài mất, suýt chút nữa là mất đầu rồi hả? Bây giờ không phải ngươi chết thì ta sống, không cần khách sáo dài hết. Phú Nhĩ Lạc, nghiêng bút đợi hầu. Phú Nhĩ Lạc, Phú Nhĩ Lạc, Phú Nhĩ Lạc, Phú Nhĩ Lạc vẫn còn bị giam mà. Mau chóng thả người, mau chóng thả người. Thả đi, thả đi, thả đi, thả đi, thả người. Sư phụ, có chuyện gì? Sư phụ à, tiền vàng đồ nhi đã giấu ở bãi tha ma đã bị tên quan huyện đào mất rồi. Tại sao quan phủ lại tìm được chỗ giấu tiền vàng? Dạ, có người tiết lộ. Ai? Sư muội Từ Liên. Có khi nào ngươi hiểu lầm Liên Nhi không? Muội ấy đang đứng ở ngoài cửa nhận tội đợi sư phụ xử phạt. Gọi nó vào đây. Dạ. Đồ Nhi đến để nhận lỗi, đã tự ý nói địa điểm chôn tiền vàng cho cha con họ Trần. Đồ Nhi có tội, xin sư phụ và sư huynh trị tội. Theo ngươi nói, ngươi nói ra bí mật của sư môn mà cần cần lý do, còn muốn xin ý kiến sao? Đồ Nhi thực sự do bất đắc dĩ thôi. Sư phụ từng ra lệnh cho Đồ Nhi điều tra lai lịch của Phú Nhĩ Lạc, xem hắn có phải mật thám từ kinh thành đến để phá hoại kế hoạch của chúng ta không. Tối hôm qua Đồ Nhi dẫn hắn ra ngoài ô để dò la, cũng đúng ngay lúc đó có kẻ giả mạo Trương Tú vào phòng tân hôn giở trò với Lưu Quế Hương. Cha con Trần Gia Hoài nghi việc này là do Phú Nhĩ Lạc làm, đem trói hắn lại nghiêm hình tra khảo, muốn định tội chết. Phú Nhĩ Lạc thà chết vẫn không khai, quyết không bán đứng con, nên Đồ Nhi nói ra. Người ra mặt làm chứng,
để minh oan cho phú Nhĩ Lạc. Lấy ân báo ân, đặt chữ nghĩa lên trước là điều nên làm. Nhưng ta không hiểu điều này với việc tiền vàng ở bãi Tha Ma có liên quan gì nhau. Cha con Trần Gia truy vấn Đồ Nhi, bọn họ hỏi con đã đi những đâu, làm những chuyện gì. Con trả lời không rõ. Họ liền nói rằng con và phú Nhĩ Lạc mèo mã gà đồng, giằng díu với nhau. Con không muốn bị gán tội nên đã nói là theo dõi cường đạo, rồi tìm ra tang vật. Muội mượn cớ gì không mượn lại đi nói ra chuyện này? Tình hình khẩn cấp, còn sự lựa chọn khác sao? Nói ra nơi chôn tiền vàng cũng là không có lựa chọn khác sao? Liên Nhi sai một đi ngàn dặm, không ngăn được sự tra xét của cha con Trần Gia, đã khai ra bí mật đó. Nếu không, con không thể nào chứng minh điều con nói là thật. Họ sẽ phán con với phú Nhĩ Lạc là gian phu dâm phụ, diễu phố thị chúng, rồi giam vào ngục. 10 xe tiền vàng đó là do ta mạo hiểm tính mạng để mà kiếm được, để dùng cho lúc báo thù đó. Lẽ nào vì làm chứng cho phú Nhĩ Lạc mà không tiếc mang ra giúp hắn sao? Mùi không còn cách nào, không thể để bạn bè chịu oan được. Mùi không để hắn chịu oan mà để huynh đau khổ. Phú Nhĩ Lạc con cháu nhà quyền quý, đáng để mùi làm như vậy hay sao đây? Lẽ nào mùi quên là quyết hải thâm thù của Từ Gia? Lẽ nào mùi yêu hắn rồi? Mùi chỉ xuất phát từ đạo nghĩa giang hồ, chứ không phải tư tình nhi nữ. Không phải tư tình nhi nữ? Mùi lừa được ai chứ? Dù sao mùi cũng biết mình sai rồi, sư phụ có trách phạt. Dựa vào quy định của sư môn, tiết lộ bí mật giết, nhưng con vì đạo nghĩa giang hồ mà tiết lộ, nếu giờ ta giết con thì không hợp tình. Sư phụ nói rất đúng, sư muội có tội nhưng không đáng chết. Đồ Nhi xin sư phụ khai ân. Xưa nay ta không luận công theo thành bại nhất thời, tuy Liên Nhi làm mất tiền vàng nhưng lại có được lòng người với sự tín nhiệm, có lợi cho việc ẩn náu lâu dài đợi thời cơ của chúng ta. Công lớn hơn tội, chúng ta phải nhìn xa một chút, đừng chỉ nhìn trước mắt. Về chuyện xử phạt thì miễn đi. Đa tạ sư phụ. Tạ sư phụ. Hai con là sư huynh muội đồng môn, sau này phải đồng tâm hiệp lực phát triển sư môn. Về chuyện tình cảm, tất cả đều tùy duyên thôi. Vẫn là Lý lão gia tốt, vẫn là ngài tốt với tiểu nhân, mời tiểu nhân uống rượu ngon nữa. Bốn lão gia biết ngươi là nhai xa cực khổ. Nào nào nào, uống vài chén đi ha. Dạ không dám uống nhiều, tôi đại tiểu nhân còn phải đi trực ở huyện gia. Hả? Đổi lịch từ khi nào vậy? Nha dịch mà trực đêm sao? Dạ việc này là giải pháp tạm thời của huyện thái gia. Tiểu nhân nói Lý đại nhân chuyện này, nhưng Lý đại nhân tuyệt đối không có được. Nói là tiểu nhân nói với ngài nha. Ngươi coi ta là hạng người không biết phải trái sao? Lúc đại huyện gia vừa khiêng mấy chiếc quan tài, ngài có biết ở trọng nó đựng cái gì không hả? Quan tài? Quan tài thì còn đựng cái gì nữa, dĩ nhiên là người chết rồi. Có thể do liên quan đến vụ án nào đó nên đem về điều tra thu thập chứng cứ. Quan tài đựng thi thể là chuyện bình thường, có gì kỳ lạ? Lạ là lạ ở chỗ trong quan tài không phải người chết mà là người châu báu không à? Là tiền vàng sao? Ai lại mang tiền vàng cất trong quan tài chứ? Lấy làm lễ vật tặng cho quan huyện chẳng phải có lợi hơn sao? Lý lão gia, tiểu nhân đã nói tới mức này mà ngài còn giấu tiểu nhân sao? Lô hàng ngài gửi Trường Thuận Tiêu hàng áp tải chẳng phải đã bị cường đạo cướp mất hay sao? Chúng đem giấu số tiền nó vô quan tài rồi chôn ở bãi Tha Ba, không hiểu sao lại bị phu nhân của quan huyện và phu Nhĩ Lạc đào lên được. Hả? Hiện giờ huyện thái gia đang cùng cha đang giết công dân để tố cáo ngài lên hoàng thượng đó.
Điều ban đầu à, người cũng uống nhiều rồi. Ai uống nhiều đâu chứ. Đúng là ta đã gửi hàng cho Tiêu cục Trường Thuận, nhưng mà trong quan tài chỉ là đặc sản địa phương, làm gì vàng bạc châu báu chứ. Lại nói bổn lão gia cây ngay không sợ chết đứng, ta cũng không sợ cha con họ Trần kia lấy gì công trả thù riêng. Nè, vận chuyện bịa đặt như vậy. Lý lão gia nói vậy tức là không tin tiểu nhân rồi, phải không? Không tin ngươi á thì ta còn mời ngươi uống rượu làm cái gì? Tin hay không là việc của ngài không? Nhưng tiểu nhân nhắc ngài việc này, ngài có thể dối trời gạt đất, nhưng không có gạt được tiêu đầu của Tiêu cục Trường Thuận đâu. Một câu cũng đủ là bằng chứng chống đối ngài. Chắc chắn vậy rồi. Cao tử à, cao tử. Cao tử. Xin tha mạng. Xin tha mạng. Ngươi biết quan huyện đã tìm được số châu báu mà bọn cường đạo cướp được từ tay ngươi hay không đây? Cho nên mới tìm thấy quỷ thác để nộp cho quan phủ, chứng tỏ lô hàng ngươi áp tải là của Lý quan tài dơ dác bóc lột được. Ngươi muốn định lập công thưởng chứ gì? Ngươi thân là tiêu đầu nhưng không trọng tín nghĩa giang hồ, muốn bán đứng ta, hại ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi chết. Ngươi hãy nhớ, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Nhớ đó. Ở đó. Du ti sư, thế nào? Vợ bỏ trốn theo người khác nên đến nhà môn đánh trống kêu quan hả? Ta không có tâm trạng giỡn với ngươi. Quyền thái gia đâu rồi? Quyền thái gia đang phê công văn. Người đánh trống kêu quan, ngài ấy sẽ lập tức ra nghe thôi. Ai đánh trống kêu quan đó hả? Lập tức thăng đường đi. Lãng tiểu sư tiêu cục Trường Thuận, Vũ Đức Hải tới báo án. Trời ơi, báo án cũng đâu cần phải đánh trống kêu quan, chứ chỉ cần nói với nhà môn một tiếng cũng được mà. Lão thái gia, tiểu nhân lỗ mãn rồi. Tối hôm qua tiêu đầu của chúng tôi bị giết chết ở Tiêu Hàng. Hả? Tiêu đầu bị giết rồi hả? Đưa ta đi coi. Thái gia, đợi chút, tiểu nhân gọi người chuẩn bị kiệu. Trời ơi, tè một cái nước còn chạy tới đó nữa. Đi một cái là được rồi. Làm quan mà không còn kiệu thì cũng có quy phong đâu. Ta không có cần quy phong, ta không có rảnh đâu. Nè, tiểu lão gia. Trời ơi, hỏi người ta xem hiện trường ở đâu trước rồi. Thôi, Sợ quá. Không sao. Không sao đâu. Bà nói ra, trên cổ họng nạn nhân có vết thương, sắc mặt tím tái, máu chảy nhiều, là chết vì bị ngạt thở. Đừng sợ. Nè, bắt được hung thủ chưa? Bẩm lão gia, sáng nay mấy huynh đệ của chúng tôi đến tiêu cục nghe hậu sai khiển thì phát hiện ra tiêu đầu nằm chết dưới đất, không rõ hung thủ là ai nữa. Hả? Cha ơi, chẳng phải tối hôm qua cha đi kiếm tiêu đầu, lấy giấy quỷ thác của Lý Quang để làm bằng chứng tố giác hay sao? Bây giờ người đã chết như vậy, cha có lấy được cái giấy quỷ thác chưa? Chưa. Vào giấy quỷ thác của khách hàng là vi phạm quy tắc của tiêu hàng đó. Ta đã nói hết sự hệ trọng của việc này. Tiêu đầu trả lời để ông ấy suy nghĩ, rồi hôm nay trả lời ta. Nhưng mà ai ngờ mới chỉ qua một đêm mà ông ấy đã bị giết hại như vậy chứ. Nhất định là do tên Lý Quang hạ độc thủ. Lý Quang sao?
Đi Hoàng không thể biết chuyện chúng ta vừa tìm thấy tàn vật rồi đến Tiêu Hàng giết người diệt khẩu chứ. Hôm qua ở chúng ta đã làm công tác bảo mật, tiền vàng được niêm phong trong quan tài, khiêng về nhà môn, không cho nhà dịch ra ngoài ăn nói lung tung. Trời ơi, bây giờ làm gì có chuyện bảo mật được? Cha không nói cho họ thì họ sẽ không nói sao? Lòng người khó đoán, ở trong nhà môn chúng ta chắc chắn là có gian tế rồi. Tiểu lão gia, đúng là tai họa giáng xuống đầu, thật là xui xẻo. Làm quan không được mấy ngày, những vụ án nghiêm trọng cứ nối đuôi nhau đến, phá được vụ kiện này lại tới vụ kiện khác. À, tiền ra, tiền ra, đó. Rồi, thôi lại đi, vậy nữa. Trời ơi, con rể thành thân 3 ngày hồi môn rồi. Nè. À, được được. Nè, mau lại đi. Con rể về rồi. Con rể à? À, uống đi. Con rể, con làm gì vậy hả? Làm gì vậy? Tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ đuổi con gái của hai người ra khỏi nhà thôi. Đuổi ra khỏi nhà? Là ý gì đấy? Nói thẳng ra là tôi từ bỏ con gái của hai người đó. Nè nè nè, về đi, hôm khác tới nha. Hôm khác tới ha. Từ bỏ? Con không đùa với bọn ta chứ hả? Ai đùa với hai người chứ? Đây là thư bỏ vợ. Hai người nghe đây, kể từ ngày hôm nay trở đi, tôi không còn là chồng cổ nữa, và cổ cũng không còn là vợ tôi. Cổ sống chết như thế nào không liên quan gì tới tôi. Cáo từ. Người Trung Quốc Long, nè Trung Quốc Long, người nói rõ ràng ta nghe. Người dựa vào đâu dám bỏ con gái ta? Nó có phải là phạm lỗi gì không? Cô ta không trông trắng nữa. Này, có thể nào có người âm mưu giết Tiêu Đầu, hay là có kẻ thù, cũng không thể loại trừ khả năng giết người vì tình. Nguyễn Thạch Toàn xa xôi hẻo lánh, vì làm ăn của Tiêu Cục không được thuận lợi, miễn cưỡng mới duy trì được. Tuyệt đối không thể có người giết Tiêu Đầu vì tiền đâu. Tiêu Đầu đã mê võ công, trước giờ không cần phụ nữ, cho nên không thể có khả năng bị giết vì tình được. Hả? Ông ấy có kẻ thù nào không? Chúng tôi mở Tiêu Cục làm ăn lâu nay, cũng không thể nào tránh khỏi có một hai kẻ thù. Ấy, là ai mà thù hận dữ vậy? Theo tiểu nhân thấy thì sát thủ có võ công rất cao, chỉ một chiêu đã hạ được Tiêu Đầu. Nè, các người có nhìn thấy kẻ thù như thế nào không? Tiêu Đầu hành tẩu giang hồ mười mấy năm, giao thiệp rất rộng, hai bên chính là đều có bằng hữu, đến đâu cũng được quan kênh. Rất hiếm khi gây thù chú quán dài. Nếu có kẻ muốn gây thù, thường muốn khiêu chiến để xưng danh với thiên hạ mới đúng, chứ không nghe nói đến chuyện hạ độc thủ. Người nói đi, nói đi. Người câm hả? Người nói đi chứ. Cô ta không trong trắng nữa. Không trong trắng? Nói thật lòng thật dạ, muốn gả cho người, ta muốn giấu cũng giấu không có được. Ta nói không còn là không còn trinh tiết. Chính là không thất tiết. Ta đã nói nó đang đùa mà các người không chịu tin. Trời ơi, ta nói nè, thời thế này đã thay đổi rồi, người nói vậy không phải gọi mẹ vợ là bà chị sao? Vậy ế mới vui đó, mới hay chứ. Trời ơi bà ơi, lúc này bà vẫn còn cười được hay sao? Bà coi con gái chúng ta nãy giờ khóc đây nè. Thiệt tình à. Được rồi, được khóc ta nữa. Ta nói con rể chúng ta khóc. Thật là nực cười, đọc sách nhiều tới nỗi quá điên luôn rồi. Hai người vô động phòng, con gái có thể còn trong trắng được sao? Nếu không, sao có chuyện đêm trước gọi là thiếu nữ, hôm sau gọi là đàn bà chứ? Ông nói có phải không hả? Bà mới được cười đó. Cô ta không phải là thiếu nữ. Nè, ta hỏi ngươi, sao con gái ta không phải là thiếu nữ hả? Ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy? Con gái ta đã được quan huyện đánh giá cao, được kiểm tra kỹ càng. Đúng rồi, chẳng phải lần kiểm tra đó họ nói rằng với Hương là ngọc không tì vết, cho nên ngươi mới lấy nó về đó hay sao? Điều này ta thừa nhận, nhưng người vào động phòng không phải là ta, mà là người khác. Không, ngươi thì ai? Là ta hả? Bà hỏi ta làm gì? Nếu muốn hỏi, hỏi con gái cưng của bà đi. Ơi Quế Hương, mới bước vô nhà con đã khóc rồi, con khóc cái gì vậy? Mẹ chưa chết, cha vẫn sống mà. Cái tên Trung Quốc Long này không biết nói tiếng người. Con nói đi, cuối cùng là có chuyện gì? Con nói đi. Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa. Tất cả là lỗi của con. Con quay về đây là để gặp cha mẹ một lần cuối, sau đó sẽ tự vận. Quế Hương, con không được chết. Trời ơi, con đừng mà.
Bình mấy người nghe rõ rồi đó. Tôi đã mang cô ta lạnh lặng trở về đây. Từ nay trở đi, cô ta sống chết ra sao tôi không quan tâm. Ê, này để con trai con nè, nè con, làm con mà. À, con tình nè, mày đừng mà. Trời ơi, bình tĩnh đi mà con. À, con. Cha, con chắc chắn là cái tên Lý Quang làm đó. Ngoài hắn ra không có ai hết. Hắn đã biết tàn vật rơi vào tay chúng ta, sao bất lợi cho hắn? Cách duy nhất để thoát tội chính là tiêu quỷ cháy quỷ thác, giết chết nhân chứng, quyết không thừa nhận hàng cửa cho Tiêu Cục là do hắn ta tham mưu dơ dét mà có. Tiểu lão gia phân tích rất hợp lý, rất là ăn khớp. Giấy quỷ thác không còn nữa, chỉ có hắn mới quan tâm tới nó mà thôi. Nhất định là hắn ta đã lấy mất. Bất kể là ai đã lấy giấy quỷ thác thì chúng ta cũng đã mất chứng cứ để mà tố giác. Không có nhân chứng vật chứng, những hộp tiền vàng này cũng chẳng ích gì. Càng không thể nói ai có thể chứng minh những hộp tiền vàng đó Lý Quang phạm pháp kiếm được. Tiêu đầu đã chết oan, nhưng không thể chết vô ích được. Giết người đền mạng, có nợ có trả, đây là quy luật bất biến rồi. Chỉ cần có chứng cứ chứng minh Lý Quang là hung thủ giết người, chúng ta có thể trói hắn rồi trừng trị bằng pháp luật. Nhưng mà chứng cứ đang ở đâu? Đã không có nhân chứng cũng chẳng có bằng chứng xác thực, chỉ dựa vào suy đoán thì không thể. Thật tức chết. Tiểu lão gia, bớt giận đi, chúng ta về nhà ăn cơm trưa có được không? Hôm nay ta không muốn ăn cơm nhà đâu. Ta có tiền nè, chúng ta đến quán của Lưu Tạc Tạ ăn bánh bao thịt lừa đi. Đi hát. Đi. Ăn bánh bao thôi. Nè, con đang làm cái gì vậy hả? Hãy để con chết nè. Đi. Con không muốn sống nữa. Con không muốn sống nữa. Cha, mẹ, nếu cha mẹ thương con thì hãy để con chết. Ê, này, đi này, con à, con gái à, con gái, cha mẹ chỉ có một mình con thôi à. Con chết rồi làm sao cha mẹ sống nổi, làm sao sống nổi chứ con. Con không còn mặt mũi để gặp mọi người nữa. Thật sự con không thể sống tiếp. Ê, con được gái. Con đừng, gái đừng, à, đừng như vậy mà như vậy ngồi mà. Xuống đi con. Ê, con gái à, con ngồi xuống đi. Con đừng nghĩ tiêu cực như vậy có được không? Sao lại không thể sống chứ? Ngày mai chúng ta ra khỏi thành tìm một gia đình nông dân gả con đi, vậy là được rồi. Đúng à. Vậy chết hay không bằng sống dở con à. Nếu bắt buộc phải chết thì cũng phải đợi báo thù xong rồi chết. Đúng rồi. Còn nó có đúng không mẹ? Nhanh lên nhanh. Cho hai cân bánh bao thịt lừa. Nhanh nha. Nè ông chủ, có nhà hay không? Hôm nay không bán chịu, đưa tiền mới bán. Cẩn thận. Bà chủ à, cho hai cân bánh bao thịt lừa. Nè, Lưu Quyết Hương, cô về rồi hả? Trời. Cô làm sao vậy? Còn sao nữa? Đều do ngươi làm đó. Con gái ta thành thân, ngươi ra câu đối kiểu như vậy, đúng là xấu xa. Con rể ta không đối lại được, để cho người khác đối được, rồi vào đồng phòng với con gái của ta. Ta ra câu đối nhưng mà có đưa đáp án cho con rể của bà, sao lại đối không được? Trời ơi, đáp án của ngươi mà cũng tính sao? Ở đâu ta cũng thấy mấy câu này. Cái này ngay cả ta cũng thuộc. Cái gì mà thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng, nhà có thằng chồng khóc đêm, quân tử qua đường đọc ba lần, ngủ một giấc là tới sáng. Cái này mà là câu đối sao? Ê, bà chủ, đây đâu phải là câu đối mà ta đã viết đâu chứ. Ờ à, đúng vậy, ừ, cậu ta không thể viết như thế này. Lão già, không thể sai được. Hôm đó tôi đưa mảnh giấy đó cho con rể, nó đọc có một lần liền tức giận xé luôn mảnh giấy. Câu đối này ta thuộc lòng, không thể nào sai được. Mảnh giấy tôi đưa cho Trương Tú Tài có phải là do Phú Vĩ Lạc viết không? Đương nhiên rồi. Hôm đó tôi sợ đánh rơi nên lúc nào cũng nắm chặt ở trong tay mình. Nè Lưu Thật Thà, người nghe kỹ lại đi. Ta chỉ viết có một hàng, có 11 chữ mà thôi. Ê, sao có thể biến thành 28 chữ được chứ? Đúng ha. Sao một hàng có thể có nhiều chữ như vậy được? Có phải trên đường đi ngươi đã cầm nhầm rồi hay không? Tôi đâu có cầm nhầm chứ. Có khi nào Lý Lão Gia cầm nhầm rồi không? Lý Lão Gia? Là Lý Quang đó. Hôm đó ông ấy ông ấy có va vào tôi, làm cho mảnh giấy rớt xuống đất. Đúng rồi, Lý Lão Gia còn nhặt mảnh giấy đó lên giùm tôi nữa mà. Lý Quang? Ơi trời,
Ôi trời ơi, hết hồn mà. Không nghi ngờ gì nữa. Chính hắn đã tráo mạnh vậy. Kẻ giả mạo tân lang vào động phòng chắc chắn đã. Chân tướng đã bày ra trước mắt. Cha, sự việc lần này cho thấy cha đã trách quan Phú Nhĩ Lạc rồi. Tối hôm qua ta đã sửa lại lỗi lầm với Phú Nhĩ Lạc rồi. Tiểu tử thối à, ngươi còn nhắc lại chuyện cũ làm gì? Con chỉ nhắc nhở cha thôi. Cha là sư gia thì được, chứ không có làm quan quyền được đâu, có đúng không? Con nói có đúng không? Phú Nhĩ Lạc, mau theo ta đi bắt Lý Quang. Ơ nè, tiểu lão già, ăn bánh bao xong rồi hãy đi. Đúng, hôm nay tôi mời. Ăn xong rồi đi bắt tên khốn đó về. Đúng. Bánh bao thì cứ để đây, bắt được Lý Quang về ăn sao ha. Đi đi, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, đi. Thật là thú vị ha, giống này nổi tiếng lắm nha. Giống này nổi tiếng lắm đâu nghe. Hay lắm, hay thật đấy nha. Lão già, mở ra. Lão già. Trời trời. Lão già. Già bà ngu nè. Bồ câu mà có chuyện người mất đạo với ta. Lão gia tha mạng, lần sau lưu tài không dám nữa. Nè, có chuyện gì mà quảng hốt vậy? Thưa Lý gia, bọn quan quyện đến để mà bắt ngài đó. Hả? Chú ban can hùm mặt gấu sao dám đến nghiêm phủ bắt người hả? Ngăn không cho chúng vào nữa. Lưu tài can không nổi, hắn đã vào sân trước rồi. Đem gậy ra rồi đuổi đánh cho ta. Dạ, bao ra đánh đi. Dạ lên. Đi. Dạ. Đứng lại. Lão gia có lệnh, không được để cái đám tạm giam các người bước vào cửa chính của nghiêm phủ. Chỉ cần bước một bước, các người sẽ bị đánh đó. Nè, người chống mắt lên nhìn nha. Dám nói ta là tạp nham hả? Ta là quan thất phẩm của huyện Thập Toàn. Ta tới đây để thi hành pháp luật. Kẻ nào chán sống không sợ chết thì ngăn ta đi. Lão gia của chúng ta đường đường là quan nhị phẩm. Người chỉ là một chức quan tri huyện thất phẩm bé nhỏ. Thử sợ lên cổ của ngươi xem ngươi có mấy cái đầu mà dám đến đây làm loạn như vậy hả? Ta chỉ có mỗi một cái đầu này thôi. Trời sinh ra ta đã thích làm loạn rồi. Nếu hôm nay ngươi không chào Lý Quang ra đây, ta sẽ đạp nát nghiêm phủ. Ngươi thì nhỏ mà cũng ghê gớm dữ đó hả? Kẻ nào dám đập vỡ một viên gạch của nghiêm phủ, ta đây sẽ đập nát xương cái đó cho mà coi hả? Đập nát luôn. Hả? Đập nè. Đập nát luôn. Đập luôn đi. Đập nữa nè. Đập luôn á. Các người chắc đập chậu qua con nghiêm phủ. Dám làm loạn như vậy sao? Đánh cho ta. Cú. Con màu trắng này rất là khỏe đó nghe. Lão gì? Lão đồ cẩu nô tài mất trí. Cẩu nô tài đó. Mang hắn ra kia đánh thật mạnh cho ta. Dám làm một con ta sợ hả? Hiểu ta rồi. Lão già không cần ngài đánh nữa đâu. Tên quan tri huyện chính tổ kia đánh nô tài sắp chết luôn rồi đây nè. Cái gì? Dám đánh nô tài của lão phu sao? Đánh nô tài thì nấu làm gì nữa. Hắn còn nấu là nếu ngài không giao Lý lão gia ra, hắn sẽ săn bằng cả nghiêm phủ, bất luận là chủ hay tớ cũng bắt về trị tội cho bằng được đó lão gia. Tên nhóc ngông cuồng, dám vuốt trâu hùm sao? Lão phu không giao người, xem hắn làm thế nào. Cha còn nói Trần Văn Kiệt chỉ là tên nhóc con sao hả? Hắn là kẻ không có biết điều đâu hả? Không có phân biệt được nặng nhẹ, còn đem đập cả nơi ăn chốn ở của cha. Đã vậy đó, hắn còn bắt cha đem về nhà môn đánh, còn chặt đầu nữa. Đúng. Thế gian á không có gì là hắn không dám làm. Lão phụ có kim bài lệnh thiển trong tay, hắn dám đắc tội với nghiệp phủ chính là đắc tội với hoàng thượng. Hắn tới bằng cách nào cút đi bằng cách đó cho lão phụ. Lý Quang,
Ơi, mau bước ra đây cho ta. Lão già, chúng ta vào đến sân trước rồi. Lão già, cài xem kìa. Kẻ nào dám làm loạn trước cửa nghi phủ hả? Thì ra là quan huyện. Lão phu nhìn thấy cảnh này ra một câu đối: lừa kêu ngoài cửa, chắc chắn trong bụng ít chữ. Trạng nguyên đối chữ, người đối được không? Trời ơi, câu đối mắng người như vậy ai mà không biết chứ. Bổn huyện vừa mở miệng đã nghĩ ra rồi, chúng ta lên nghe đây. Chó sủa dưới đường nhất định là kẻ không hiểu chuyện. Ta đối chúng chứ, Nghiêm thị cẩu. Vô lễ, ngươi bắt nhà ta là thị lan, lão gia là chó đó hả? Ngươi... Ê, bổn huyện chỉ học chút lễ nghĩa, với lễ bộ thị lan, cẩu với lan sói đều xấu ta như nhau, chỉ có cách gọi khác không kìa. Được thôi, lão phu không tính toán với người nữa. Người mau đem thủ hạ rời khỏi nghi phủ đi. Nè 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 nè, ngươi tưởng ta muốn tới đây lắm hả? Vừa mới bước vào đây ta đã muốn ói rồi đó. Nếu không phải do những con chó của ngươi ngang nhiên ngăn cản thì ta đã bắt Lý Quang từ sớm. Ngươi đâu, mau bắt Lý Quang lại cho ta. Dạ. Khoan đã, Lý Quang hắn phạm tội gì? Bổn quyền xử án, ngươi không có quyền hỏi. Tuy lão phu có tang về quê chịu tang của mẹ, nhưng vẫn là mệnh quan triều đình. Các người dám kéo tới đây gây chuyện như vậy, làm bại hoại thanh danh của Nghiêm phủ, sao lão phu có thể không quan tâm được chứ? Nói ra cũng chẳng mất mát gì. Lý Quan làm chuyện đại ác, tán tận lương tâm, giả dạng Trương Quốc Long vào động phòng giở trò với tân nương Lưu Quế Hương, khiến cho Lưu Quế Hương phải tự vẫn. Nghiêm đại nhân, tội trạng của Lý Quang là như vậy, ngài đã biết tội trạng của Lý Quang, lẽ nào vẫn muốn bao che? Toàn là những lời dấu khống không à? Các người cố ý trút tư thù lên ta có đúng không? Ta với người đâu có tư thù, chỉ có việc công thôi. Mau trói lại. Dạ. Có kim bài lên tỷ của hoàng thượng ở đây, kẻ nào dám bắt người của Nghiêm phủ? Nhìn thấy kim bài lên tiếng, còn không mau quỳ xuống, các người muốn tạo phản sao? Hai vị lão già, các người vất vả rồi. Đây. Bánh bao thịt lừa mới ra lò đây nè. Các vị nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Đây, tương tỏi đây ha, bánh bao đây, giấm đây. Các vị chưa ăn cơm đã đi bắt cái tên khốn đó báo thù cho con cái tôi. Tôi thật sự rất là ái nái. Vợ chồng tôi đã làm thật nhiều bánh bao để đại các vị về. Các vị vừa về tới tôi liền mang đến ngay đây nè ha. Đây, ăn đi. Ăn cho no vào, càng no càng tốt. Đại lão gia, tiểu lão gia, chúng ta không thể phụ tấm lòng của họ được. Nào, ăn bánh bao đi. Nè, ăn đi. Không ăn đâu, tức đủ no rồi. Tiểu lão gia, bớt giận đi, bớt giận. Giận nhiều không tốt cho sức khỏe của ngài đâu. Vả lại cơ thể ngài đang trong giai đoạn phát triển, nên thứ nhất, không nên tức giận. Thứ hai, không nên nhịn đói. Đúng đó, thắng bại là chuyện bình thường thôi. Hắn trốn được một lần nữa chứ không thể trốn cả đời. Cha không tin hắn không bước ra khỏi Nghiêm phủ. Hắn mà ra ta sẽ bắt lại. Bắt không có được đâu. Cái tên chó vàng Nghiêm Lập đó sẽ lại lấy kim bài ra bắt chúng ta thả người. Một tấm kim bài nhỏ xíu lại có sức mạnh lớn như vậy. Tiểu lão gia, vậy là ngài không biết rồi. Kim bài lệnh tiễn cũng như hoàng thượng, quyền lực của hoàng thượng lớn bao nhiêu thì quyền lực của kim bài ấy lớn bấy nhiêu, trừ khi hoàng thượng thu lại kim bài lệnh tiễn đó. Hoàng thượng ở tận kinh thành xa xôi, làm sao biết Nghiêm Lộc lấy kim bài làm những chuyện sằng bậy bôi nhọ thanh danh của hoàng thượng như vậy chứ? Con thấy hoàng thượng giống y như cha vậy đó, đều là lão hồ đồ, sao lại đưa cái thứ quan trọng như vậy cho một tên gian thần là Nghiêm Lộc được chứ? Trời ơi, không được nói bậy đâu hả? Còn muốn mất đầu đó hả? Hey, lão gia, sau lưng ai mà chẳng mắng hoàng thượng chứ? Tiểu lão gia còn nhỏ, chỉ nói chơi mà thôi, chẳng ai đi tố giác được đâu đúng không? Trời, dù không có ai tố giác ở cũng không được mắng. Hoàng thượng là đấng minh quân, có hận là hận bọn gian thần xấu xa độc ác kia. Kim bài lên tiếng trong tay bọn chúng ngày nào thì dân chúng
sẽ còn phải lầm than khổ cực ngày đó. Cha ơi, cha lại than vãn rồi. Kim bảy trong tay Kim Lộc thì đâu có gì quan trọng. Hoàng thượng mà không lo, vậy thì chúng ta sẽ lo tìm cách để lấy trộm kim bài lệnh tiễn từ tay Kim Lộc. Như vậy là được rồi, có phải không? Đúng. Tiểu lão gia liệu việc như thần, tiểu nhân tán thành cả hai tay. Trời ơi, nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi hả? Kim bài lệnh tiễn sao có thể tùy tiện lấy đi được chứ hả? Người muốn chết hay sao hả? Có người biết thì mất mạng, vậy không có người biết là không sao. Kim Lộc trộm đại ấn của ta, sao ta không thể trộm kim bài lệnh tiễn của hắn chứ? Có qua có lại thay trần hành đạo. Đúng. Trời ơi, Nghiêm phủ nhà cao cửa rộng, canh phòng nghiêm ngặt. Hơn nữa Nghiêm Lộc á luôn mang kim bài lên tiễn ở bên người, muốn lấy còn khó hơn lên trên trời nữa đó con à. Ê nè Phú Nhĩ Lạc, không phải lúc nãy người tán thành cả hai tay hay sao? Người biết rõ không, ta giao nhiệm vụ vinh quang này cho ngươi, ngươi cứ vào trong đó lấy trộm cái bài cho ta. Tiểu lão gia, Nghiêm gia có rất nhiều cao thủ, để ta đi lấy kim bài với chút võ công ba chân mèo của ta, bị chúng bắt được là chết chắc luôn á. Đến lúc đó chúng dùng đại hình hay mỹ nhân kế gì đó, tôi sẽ khai ra tiểu lão gia mất thôi, quan hệ chủ tớ của chúng ta còn gì xong. Không ngờ ngươi là kẻ phản đồ, ta đi tìm tiểu hòa thượng. Tiểu lão gia, ăn bánh bao rồi hãy đi. Vừa đi vừa ăn. Đợi với. Những gì mà hôm nay ngươi nghe được á, một câu cũng không được nói ra ngoài, nếu không sẽ gặp họa sát thân đó. Tôi biết rồi, lão gia vì minh quan cho chúng tôi mà dấn thân vào nguy hiểm, tôi sẽ không nấu ra đâu. Ngay cả với vợ con ngươi cũng không được nói đó, có biết chưa? Tôi thề với trời, nếu mà nói ra nửa lời, cả nhà sẽ chết hết luôn. Được rồi, cứ vậy đi ha. Ngươi đi đi. Được. Ơi, lương thật thà ơi là lương thật thà. Ơi, các ngươi gặp phải nhiều chuyện quá rồi. Nè, tiểu hòa thượng. Nè, đừng động vào, ngươi xem, nó đang bị thương đó. Một câu là con vật hiền lành, ai làm chúng bị thương vậy? Nè, ngươi xem, đây là thẻ bài của Nghiêm phủ, nó đang hạt lúa mạch của dân nên bị người ta đánh đó. Bồ câu của Nghiêm Lộc á, không đáng sống, chúng ta làm thịt đi. A Di Đà Phật, bồ câu vô tội, tiểu hòa thượng muốn trị thương cho chúng mà. Coi như là nó gặp may. Nhìn coi, ta mang cho ngươi cái gì nè, đặc sản thập toàn bánh bao thịt lừa đó. Thơm quá. Bánh bao thơm chứ còn ăn được đâu. Ngươi giúp ta làm việc này đi được không ạ? Tiểu hòa thượng là ca ca chứ không phải đệ đệ, vì đệ nghĩa không thể từ chối được. Trời ơi, ngươi học mấy câu này ở đâu ra vậy? Chơi với đệ không học được những thứ này, làm sao có thể làm ca ca của đệ được chứ? Được, ngươi muốn làm ca ca thì cứ làm ca ca. Vậy xong rồi nha, tiểu hòa thượng mãi mãi là ca ca, tiểu tử thối mãi mãi là đệ đệ, không được thay lời. Huynh giúp được ta việc này, ta sẽ không thay lời đâu. Chuyện gì vậy? Huynh giúp ta tới Nghiêm phủ trộm kia bà lệnh tiễn đem về. Hả? Tiểu hòa thượng không ăn trộm đâu. Nè, hòa thượng cũng đâu có được ăn thịt đâu, huynh vẫn ăn rồi đó thôi.想流泪，痛不会就让我喝醉后。